bắt với cấu hình khủng, bán tại Việt Nam giá thấp nhất 12,6 triệu đồng. Ngay mùng 3 tháng 9, hãng công nghệ chuyên phát triển các thiết bị chơi game Black vừa có buổi họp báo tại Malaysia, công bố mở bán Black Shark 2 Pro tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Smartphone có cấu hình khủng này sẽ được bán tại Việt Nam trong thời gian tới, giá từ 12,6 triệu đồng đến 14,9 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, cho cả hai phiên bản và ba màu sắc. Black Shark 2 Pro chạy trên vi xử lý mới nhất là Qualcomm Snapdragon 855 cộng cung tùy chọn bộ nhớ RAM đến 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB và công nghệ chip nhớ UFS 3.0. Black Shark 2 Pro sử dụng màn hình AMOLED 6.39 inch, độ phân giải FHD+, sản phẩm có bộ loa âm thanh nổi kèm theo màn hình có độ trễ chỉ 34.7 ms so với 43.5 ms trên phiên bản trước đó. Màn hình có độ nhạy cao và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 240 Hz. Cụm camera kép đặt phía sau hơi lồi lên có độ phân giải 48 megapixel và 13 megapixel với cảm biến chính là Sony IMX586, hỗ trợ chế độ chụp đêm Super Night Mode. Thiết kế tổng thể của phiên bản Pro này không khác so với Black Shark 2. Tuy nhiên, mặt sau được làm nhám hơn để cải thiện cảm giác cầm nắm.